Tại Pakistan, chỉ có Cục Hàng không Dân dụng CAA chịu trách nhiệm cấp bằng lái cho mọi phi công. Do vậy, mọi bằng lái do CAA cấp ra dĩ nhiên đều là thật. Tuy nhiên, chính Bộ trưởng Bộ Hàng không Pakistan lại phải thừa nhận thực tế rằng cứ 3 phi công hoạt động trong nước thì có một người dùng bằng giả. Vậy tại sao con voi lại chui lọt lỗ kim? Theo hãng truyền thông DW của Đức, vấn đề bằng giả nằm ở chỗ một số thành viên nhất định trong Cục Hàng không Dân dụng, đặc biệt là bộ phận cấp bằng và công nghệ thông tin, đã bỏ qua những nguyên tắc cơ bản của quốc tế để cố ý gây khó dễ trong quá trình kiểm tra. Vì thế, lựa chọn nhờ vả bằng các con đường không minh bạch là điều dễ hiểu. Khi đôi bên cùng có lợi, người cần bằng lái dễ dàng qua các bài kiểm tra, trong khi các nhân viên của CAA ăn hối lộ lại hốt bạc vào túi. Sự thông đồng giữa phi công và các quan chức hàng không dân dụng của Pakistan được cho là đã xuất hiện từ cuối năm 2018. Một số trường hợp có người thi hộ một hoặc cả 8 bài thi cần thiết để có thể đạt được bằng phi công. Tôi đã đình chỉ 5 quan chức có liên quan đến vụ việc thuộc cơ quan hàng không dân dụng và cơ quan cấp phép bay. Thậm chí báo điện tử của kênh Channel New Asia còn dùng từ vấy bẩn khi nhắc tới bê bối tuyển dụng của hãng hàng không Pakistan. Dẫn trường hợp của hãng hàng không quốc tế Pakistan PIA, một hãng hàng không chỉ có 31 máy bay nhưng có đến 14.500 nhân viên. Bài báo trích ý kiến chuyên gia cho biết không có hãng hàng không nào có 500 nhân viên trên mỗi đầu máy bay. Nhiều công việc được tuyển dụng dựa vào quen biết, trong đó có cả phi công. Quá trình điều tra bước đầu đã cho thấy là một số bài kiểm tra phi công đã được thực hiện trong các dịp nghỉ lễ hay cuối tuần. Thậm chí là ứng viên tham gia thi còn có lịch bay trong cùng ngày kiểm tra. Hiện chính phủ Pakistan cho biết những người sở hữu giấy phép giả sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Danh sách 262 phi công đã được gửi tới các hãng hàng không. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra liệu biện pháp này có đủ mức răn đe hay chưa? Bởi chỉ 2 năm trước, một cuộc điều tra về gian lận bằng phi công tại Pakistan cũng đã được tiến hành. 16 phi công bị tước bằng một năm sau đó. Nhưng rồi vụ việc lần này vẫn tiếp tục xảy ra, khiến cho sự hoen ố trong hình ảnh của phi công Pakistan sẽ khó lòng có thể gột rửa.